Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Bye. Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình và anh Sang Phúc Meo rồi Ngoan có chị Ngăn với lại Hăng rồi nữa rồi mọi người. Thì tụi nó toàn với con dẹo rồi dễ tắm mọi người, với anh Ba rồi dễ tắm rồi. Thì hôm nay anh em mình sẽ kéo nguyên nhà ra, chú Khánh luôn, nguyên nhà ra ngoài quán buffet ăn thử buffet ở đây hả? Quán khác quán là nuốt, quán khác quán này đẹp lắm. Bây giờ hôm nay đi qua ngoài nuốt luôn đẹp. Thì hôm nay anh em mình sẽ ra ngoài đó ăn buffet nha mọi người. Thì theo chưa anh em mình ra ngoài coi xem cái quán này nó ăn có cái gì nó đẹp cái nào mọi người. Ok đi. Sớm mình biết quán này đông cho nên là mình đặt bàn trước rồi. Nhưng thôi là giờ này phải vô đăng ký, không biết chừng nào mới ăn được mọi người. Giờ chắc anh em mình vô ngồi trước đi, rồi gọi món trước rồi hỏi chú Khánh với anh Toàn đồ ra nha mọi người. Dẹo luôn. Tới không có được. Thôi, đợi sớm. Danh được cái tự nhiên. Cái bà mập đi cứ làm gì vậy? Chỗ tôi đứng không kẹn. Ăn gì mập chưa? Do là khúc này mình thấy nhạc lớn quá cho nên mình sợ giúp lấn quyền cho nên mình tắt nhạc nha mọi người. Thì lúc này anh này chắc là anh quản lý hay gì á, anh ra anh có hỏi mình ăn combo nào. Thì quán sẽ có 3 combo, 150, 200 và 250 hay sao á. Thì anh em mình quyết định ăn combo chính giữa nha mọi người. Combo 209 ngàn á, chứ không phải là 200, 209 ngàn. Thì quán có nhạc cho nên có nhiều khúc mình lồng tiếng, mong mọi người thông cảm nha. Thì mình hỏi là có đâu hai bàn lại được không, nhưng mà anh nói là không đâu được nha mọi người, cho nên là tạm anh em mình ngồi vậy luôn. Rồi hồi chắc chia hai bàn, tại vì quán đông quá mình đặt bàn cũng hơi trễ á, cho nên là không có chia, không có đâu bàn lại được mọi người, mà ngồi kiểu như ngồi chia hai bàn á, cho nên là cũng không vui lắm. Còn khúc này là Toàn với chú Khánh vô rồi nha mọi người. Đó, ông chào như là gì. Chia cái hai tớp mọi người, thì chú Khánh với lại mấy đứa ngồi bên đó, thì mình với Hăng với chị Ngăn với Danh với anh An ngồi bên đây, em có ăn nữa. Hôm nay chị em bánh bao mỡ đi ăn ké nha mọi người. Đồ ăn khá là nhiều luôn hả? Nè có vú nữa nè. Hey. Vú heo. Vú heo. Là vô nói chuyện coi. Rồi vô nói chuyện coi. Rồi nhạc lên này đừng nói nữa. Ok, còn khúc này là anh em mình bắt đầu nướng thịt lên ăn nha mọi người. Đồ ăn thì ra đầy đủ hết rồi, đủ đầy tất cả các món luôn mọi người. Thì ăn hết rồi kêu thêm mà, không có sợ mà chuyện mà ăn không đủ đâu. Tại vì ăn cái này là ăn buffet mọi người. Thì mời mọi người xem clip nha mọi người.
rồi rồi tới công chuyện rồi, nhìn cái mặt nó cười là biết rồi đó. Nghĩ sao cái đồ hút khối của người ta nó làm gì, nó giật lên giật xuống chi gớt cái đụng vô một cái nguyên cái quán nhìn ít xỉu nhìn ra chạy về sửa sửa đường nào nó mà sửa hết biết trời ơi là... trời... Sao lại quay bên đây cháy? Nãy giờ biết kêu thêm mấy dĩ bò chứ? Không biết rồi đó. Có 6 dĩ bò à. Mực 2 ba dĩa. Không lạnh vậy? Tại vì ở đây ăn là ăn hết kêu thêm, hết kêu thêm. Muốn ăn nhiều ăn á. Nói chung là buffet là gì đó. Mấy hôm qua thì mình còn bị đợi. Đỡ dữ rồi trời. Đỡ đưa qua. Có nước lọc hay gì anh nha? Rượu sô chu. Vô. Rượu canh chua là cả 10 nha. Nãy giờ nhạc á, anh em mình nói chuyện không được mọi người. Ba két kìa. Sao ta dùng được hơn? Có bạn nha. Dùng cái cơ hội nè. Mời mọi người nha. Thơm. Bò mà kêu liên tiếp rồi bệnh phỏng vấn mấy thành viên bệnh nấy sao nấy giờ sao nấy nói chung là bây giờ ăn rất là ngon đói bụng ăn ngon quá không nấy sao nấy cũng ngon nữa ngon hả ngon à, ăn thì sao mới vô nhà kệ đấy đó đó đương nhiên rồi chú khách. Quá ngon. Đây. Chưa no, tí nữa mới no. Mình chắc đợi tới ta đóng cửa luôn mới về chứ mọi người thì chưa giờ mình chưa ăn gì chứ. Thì nói chung là nướng không kịp để ăn nữa. Ngồi đợi cả buổi trời chưa nướng xong cũng vậy cho mọi người. Thì nói chung cái này ăn cũng là ok thì hết món nào lên món đó. Ơi kìa cậu ba đi chưa nói chuyện xong hả? Chưa thấy bỏ anh ba bú với Hương quá. À, anh ba bú với ba với Hương. Thì nói chung là cũng cảm ơn anh Minh nước ngoài cũng đã hỗ trợ cho anh em mình có một bữa ăn hôm nay là 100 đô để cho anh em ăn bữa nay nha mọi người. Thì nói chung là mình hay mặt tem cũng cảm ơn anh rất nhiều. Đó, thì mình dẫn tem đi ăn buffet này kia. Không biết đủ 100 đô không? Anh ba bạn bảo quá trời. Ngon cũng ngon. Ăn gì cũng ngon chứ. Ăn rồi ba. Trời ơi, dính cái răng tường. Đau quá. Này. Sao đây? Dính đây. Dính đây. Dính luôn đấy. À, rồi. Trời luôn đấy. Được căng à. Dính nào. Đây mọi người thì anh em mình cũng đã mới lên cái lò mới lên dĩa mới mọi người với lại than mới luôn cho nó mau chín lẹ chứ hồi nãy nó rủi trơn rồi không có chín lâu chín quá rồi cũ làm không có lệ không lại hả nè để thằng cũ làm không có lệ nữa ghê làm quá trời cái này là lẩu mình nghĩ ơi gì vậy là tới lẩu rồi mọi người này ba chỉ bò Mỹ hả bò của bê giao mình ăn là ăn lẩu Thái nha mọi người bển hồi không biết ăn lẩu gì mình chưa lên lẩu nữa bển còn bào quá bào cái đủ tiền bào mấy món nướng bào quá bào mấy kêu em á rồi bển hỏi anh em ăn đủ no chưa coi trời ơi
chưa nữa hả? Chưa không gì giờ còn lẩu nữa. Trời ơi. Lâu quá, bởi vì nướng lâu quá, bởi vậy nó chưa đồ đủ đồ. Ở bản lẩu rồi đó. Dạ. Lại đi. Lại đi sao mình sao? Mình nhiều lắm. Mình ăn nha, tới nóc mới được. Ăn 1 triệu 5 người. 5 người 2 triệu mấy ăn. Ừ. Nửa giờ em nổi. Đó giờ ta tắt nhạc. Người ta tắt nhạc rồi mà anh em mình mới quay nói chuyện này kia cho mọi người, chứ nãy giờ người ta để nhạc, người ta quay nói chuyện được đâu. À, nói tới bữa ăn hôm nay thì phải cảm ơn một anh trai đã tặng cho anh em mình bữa ăn rất là ngon. Mình muốn cảm ơn anh đã lì xì Tết cho mình. Từ xa mặt ra nguyên tem, cảm ơn anh rất nhiều ạ. À. Bây giờ để do nó chín mọi người, chứ chưa chín luôn không? Chín, không ăn. Nhưng mà 5 phút, nhưng mà 5 phút, nhưng mà 5 phút đã hoài, đáng nào đông lửa. Làm nhiều quá bắt hai nghe không? Tay bạn kia. Coi thấy hiện luôn rồi. Vẫn chưa chịu lên lẩu đâu mọi người ơi. Bây giờ đỡ hen tiếp tục. Nãy giờ đổi ba dĩ rồi đó, bỏ đổi ba cái đồ hen đó mọi người. Đang nghĩ đó lên lẩu đi. Nãy chị kêu là lên lẩu. Mà mình chưa kêu lên lẩu. Chị hỏi mình cái không biết tại sao cái chị lộn bàn. Bây giờ mình lên lẩu đi. Dẹo bụng. Ừ, năn nỉ lên lẩu dẹo no quá no rồi. À, hay hang nha mọi người. Anh chưa đậu rồi này nữa. Em cảm ơn. Ở đây nướng cả. Nãy mình không biết cái mình đẩy cái này xuống. Mình phải cầm một cái một đám trên mình. Giờ buộc lại luôn. Gãy luôn nè mọi người, giờ phải buộc dây điện lên nè. Báo không. Bánh ăn không, ăn lẩu kìa, bánh lẩu à. Bánh ngưng rồi mọi người ơi. Xong rồi. Đi ra. Cái này ngưng hả? Không, thấy được, đại bốn mới. Xỉn luôn. Trời ơi. Cũng bởi rượu trái cây này xỉn luôn á mọi người. Bún lẩu này cũng được. Không ngon lắm được thôi. Có đồ nướng nãy thì rất là ngon. Ướp rất là vừa ăn. Hấp miếng nước thở bệnh, ta đang nghĩ lên lẩu mà chưa vô lên nữa. Trời ơi. Tao ăn nướng hoài, nó ăn đủ tiền vậy đó em biết. Nãy giờ ăn đủ tiền rồi. Nhìn cái dĩa mà chắc là thấy nóng lạnh. Nóng thì không cho dẹp luôn. Mày mọi người ăn miếng cá bớp nè. Bớp mà đuối không? Mình ở đây á, mình lên nướng rồi phải không? Cái bắt đầu mình lên lẩu, cái mình ăn lẩu xong lên nướng lại cái nữa. Có chưa? Có mà. Được hả? Ừ. Quan trọng ăn nổi không ơi? Ờ. Nó hết nổi đâu. Không nổi tính tiền nữa. A few moments later. Cuối cùng anh em mình cũng được ăn lẩu nha mọi người. Cảm ơn. Mấy đứa đang nghỉ quá trời luôn mọi người. Để chúng mình ăn xong đi rồi, ăn này đi xong đi rồi mình sẽ lại trở lại món nướng. Bên kia nó ăn lẩu xong trở lại món nướng nữa kìa. Bên kia kìa còn cho đủ tiền. Để chở tôi qua review mới nữa. Trời ơi, nướng nữa kìa mọi người ơi. Nướng cho phụ nữ ăn, đàn ông nó rồi. Nó rồi ngồi không thấy ông làm giấy luôn. Chị ăn dữ chị nướng giùm chứ nãy giờ có ăn được gì đâu. Lại cho chị ăn kìa. Chị nướng giùm nó luôn á. Rồi mày nướng giùm ai ăn? Nhỏ em cũng ăn vậy. Cưng ăn hả? Không. Là ai ăn? Cơm. À, dít mép này nè. Ừ. Dít mép này nó gì? Trời ơi. Trời. Từ. Có hộp bé nè đúng không? Yeah. Hộp bé. Đụng đi. À, cái đụng sạch chút cái này báo luôn. Anh tới giờ ăn được có 2 dĩa à mọi người đây à. Ăn được 2 dĩa à. Ăn nữa rồi. 22 á. 22 chứ mới 2 được. Còn bên kia kìa, mới nóng lạnh kìa.
hay nè. Sợ quá sợ. Ủa, Hả tao nhớ mày nói mày no không ạ? No rồi. Sao? Hả lên đây. Trời ơi, no rồi. Còn em cũng no rồi. Mà ăn đi, tôi quay qua đây nha. Ăn đi. Ê, kìa nháy, kìa. Chị ăn chưa no, biết bị danh không? Cái gì? Bị danh đó là ngưng nhai lẩu. Hết rồi hả chị ơi? Chưa nói đi. Đây. Chưa rồi, chưa rồi. Dạ. Nhỏ ăn ơi. À. Nói chung là nãy giờ có mình nhỏ ăn à. Có mình nhỏ ăn à. Tội quá. Mà mỏ mỏ nhỏ con ghen còn như bóng lộng nha. Trời dính mép luôn. Chó lên đi. Thôi tôi qua review bên đây. Thấy không, bên này người ta ăn, người ta nói người ta ăn nè, đúng không? Đậu ăn ngon. Ờ, ngon. Ngon. Và sữa ăn ngon. Nói chung là món ăn của hôm nay này thì ok. Nó vừa non mà vừa ngon á. Vừa túi tiền ha. Mà giờ hở không nổi luôn. Ăn mà nó hở không nổi luôn. Rồi, ok thì để mèo với mấy đứa ăn đi mọi người, rồi xong rồi lên thì nếu mà đồ thiệt lên thì muốn nướng lại cái nữa. Em chỉ xúc xích anh ơi. Đó. Trời ơi. Tí còn ăn nổi luôn đi. Dạ. Nổi không? Giờ tao nhê. Tôi cũng mua luôn rồi. Giờ chỉ còn ba tay này đấu nha mọi người. Bốn. Hai. Thì ba tay đó, ba người nè. Hai bên đây. Ui. Ok, thì nãy giờ anh em mình cũng đã ăn no rồi mọi người. Kết lại là quán này đồ ăn thì ăn chừng nào no nghỉ, mà đồ nướng á mình thấy là đồ nướng quán này khá là ngon. Trời ơi trời, cho tụi nó ăn kìa trời. Trời ơi cái gì ăn gì dữ đó trời, ăn gì nóng lạnh thiệt, xem mày trong đó luôn chứ mày nóng lạnh lắm ơi. Thì mình em cũng xin cảm ơn anh không cho nói tình. Anh bên Mỹ đã hỗ trợ cho cái bữa ăn ngày hôm nay nha mọi người, thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Em hai mặt tay cảm ơn anh nha. Thì quán này thì lẩu thì mình thấy nó không được ngon lắm, mà chủ yếu là đồ nướng rất là ngon, đồ nướng ớt rất là vừa ăn luôn mọi người, rất là ngon luôn. Thì một người nếu như tính đầu người á, ở đây nó sẽ có ba cái combo 150, 209, 209 và 250. Thì anh em mình chọn cái chính giữa là cái 200. Không biết có cao cao lên nữa không thì mình không biết nha. 250 là hết rồi đúng không? Thì mà anh em mình chọn cái 200. Thì cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like lên cái kênh họ anh em mình. Giờ anh em mình tính tiền đi về nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye.